Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an vừa phát hiện và thu giữ hơn 1.000 tiêu bản cá thể rùa biển quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo điều tra ban đầu, đây là đường dây chuyên săn bắt, chế tác, tiêu thụ rùa biển quý hiếm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Sau một thời gian dài trinh sát, thì vào chiều ngày 19 tháng 11, lực lượng Cảnh sát Môi trường Bộ Công an đã tấn công vào hai tổng kho của một cơ sở chế tác đồ mỹ nghệ do Hoàng Tấn Hải, sinh năm 1972, trú tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng làm chủ. Tại kho hàng thứ nhất có diện tích khoảng 600m², cơ quan chức năng đã thu được 29 bao tải đựng xác cá thể rùa biển, đôi môi và vích với trọng lượng 586kg. Kho hàng thứ hai có chứa số lượng cá thể rùa biển, vích, đôi môi lớn hơn rất nhiều so với kho hàng thứ nhất. Được biết, cơ sở này thuê các kho hàng trên để sản xuất từ năm 2007. Nhiều con rùa lớn được mua từ hải phận quốc tế đã bị giết thịt, còn sót lại mai và da. Nhiều con rùa còn được phát hiện, chân và mai có chip theo dõi do các nhà khoa học cắn vào. Theo thống kê của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên, thì từ năm 2005 đến nay đã có ít nhất 212 vụ vi phạm liên quan đến việc tàn sát rùa biển. Nhiều trường hợp hàng trăm cá thể rùa biển quý hiếm bị cơ quan chức năng thu giữ, xử lý. Tuy nhiên, sau nhiều chuyến điều tra hiện trường ở Quảng Ngãi và các tỉnh ven biển miền Trung, ngư dân và các đầu nậu đều cho biết hầu hết các đường dây buôn bán đều tập trung về tỉnh Khánh Hòa.